Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình có cái chậu châu Như này, nó nở rộ. Nó nở gần tàn rồi mọi người. Mình quay mời mọi người cùng ngắm nha. Đầu năm ngắm hoa. Lưỡi gần bệt luôn đó mọi người. Đó. Nở mấy ngày đầu đẹp lắm nhưng mà mình chưa có thời gian quay á. Cái này gần bệt luôn đó mọi người. Cái này là gần bệt luôn á. Cái này hình như gọi là trông như lưỡi đỏ hay sao. Khuôn này đẹp hơn này. Bên đây thì khuôn hơi bè. Sai hoa không mọi người? Con này đẹp lắm. Mọi người coi video, nếu mà thích video thì hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha. Mọi người hãy chia sẻ video của mình á, để cho nhiều người biết đến để kênh của mình được phát triển. Mình quay ở dưới vườn dưới cho nó không được đẹp. Quay ở trên dàn trên đẹp lắm. Có mấy bông này nè. Dã hạt châu Như có xuất xứ từ tỉnh Lâm Đồng nha mọi người ơi. Cây này là cây lai. Cực kỳ là sai hoa luôn. Bên đây có cái chậu đai châu nó nở nè. Đai châu này nở muộn này mọi người. Đây nè. Đai châu đó mọi người ơi. Được hai vòi hoa bên kia nữa mọi người. Đó. Cây xấu xấu nhưng mà cũng được hai vòi hoa rất là dài. Mình treo dưới thấp tại mình mới tưới xong á. Chưng trong nhà nó khô quá. Chưng trong nhà nó khô quá phải xách ra treo cho nó
treo để tưới cho nó đủ độ ẩm á, sợ nó khô quá nó bị teo cây quá. Hoa nhiều nó rất là teo cây, hại cây luôn nè. Thân to lắm mà giờ còn nhỏ xíu à. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.